Nhằm nắm bắt, cập nhật tình hình tại các cửa khẩu, cũng như kịp thời có các giải pháp bảo đảm thông quan hàng hóa, ngày 24 tháng 1 năm 2022, đoàn công tác của Bộ Công Thương do Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu, trưởng ban chỉ đạo giải quyết tình hình ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc đã có các chương trình làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh. Tại Lạng Sơn, theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, từ cuối tháng 11 năm 2021 đến nay, lượng hàng hóa từ nội địa lên các cửa khẩu rất lớn, trong khi năng lực bến bãi và khả năng thông quan hàng hóa xuất khẩu trong ngày chưa tăng thêm. Lượng phương tiện ùn ứ tại khu vực cửa khẩu cao điểm lên tới trên 5.000 phương tiện. Tuy nhiên, đến sáng ngày 23 tháng 1 năm 2022, tổng lượng xe xuất khẩu tồn tại ở các bến bãi trên địa bàn tỉnh chưa tới 500 xe, trong đó có 210 xe chở hoa quả. Như vậy, so với ngày 17 tháng 1 năm 2022, thời điểm Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn ra thông báo tạm ngừng tiếp nhận xe chở hàng hóa, đã giảm được hơn 790 xe tồn. Sau khi nghe báo cáo, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao những nỗ lực của Lạng Sơn trong việc giải quyết ùn tắc hàng xuất khẩu tại các cửa khẩu và đề nghị Lạng Sơn tăng cường các biện pháp phòng dịch, tiếp tục giao thiệp, trao đổi thường xuyên với phía Quảng Tây ở tất cả các cấp, các kênh để bàn bạc các giải pháp nhằm tháo gỡ ùn tắc, tăng hiệu suất thông quan, chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp nhằm thuận lợi hóa cho việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa và thông quan qua cửa khẩu. Những ngày qua thì cái nỗ lực của các cái lực lượng chức năng của cả hai bên thì đã thực hiện được cái tinh thần của lãnh đạo cấp cao hai nước, cho nên là đã giải quyết một cách căn bản. Tiến độ này thì khoảng độ 2 đến 3 ngày nữa thì toàn bộ cái lượng hàng hóa mà tồn tại cửa khẩu ấy thì sẽ được giải quyết. Tuy nhiên là cái nhu cầu như tôi đã nói là trong nước còn là rất lớn. Phía bạn thông báo là khoảng mùng 6 đến mùng 7 tháng Giêng thì sẽ tiếp tục là làm các thủ tục thông quan. Cho nên là chúng ta vẫn phải thực hiện rất là nghiêm chỉ đạo của chính phủ cũng như là khuyến cáo của các bộ ngành, là làm sao phải bảo đảm những cái hàng hóa mà chúng ta đưa lên trên này nó phải đạt chuẩn, đồng thời là phải có những cái ký kết đối với các đối tác để bảo đảm rằng hàng của chúng ta đi là có thể thông quan được. Còn tại Móng Cái, đoàn công tác Bộ Công Thương đã đi khảo sát thực tế tại khu vực cảng cạn Bắc Phong Sinh, khu vực cầu phao 3+4 và cầu Bắc Luân 2 tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Tại khu vực cầu phao 3+4 sáng ngày 24 tháng 1 năm 2022 đã tạm dừng thông quan do phía Trung Quốc thông tin phát hiện trường hợp COVID-19 trên bao bì sản phẩm. Trong khi đó, tại khu vực cầu Bắc Luân 2 xuất hiện tình trạng ùn ứ xe container. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh do Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Thị Hiền trình bày tại buổi làm việc với đoàn công tác Bộ Công Thương, hiện tại Quảng Ninh còn tồn 992 xe cho đến ngày 24 tháng 1 năm 2022 do có lượng xe mới dồn về đây. Thời gian qua, Quảng Ninh đã tập trung giải tỏa hết lượng xe còn tồn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh cũng đã thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp nhằm tăng cường tiêu thụ nội địa, thông tin về thị trường tiêu thụ. Quảng Ninh cũng đã khẩn trương phân loại, bố trí kho bãi để bảo quản hàng hóa xuất nhập khẩu tồn đọng trên địa bàn. Hiện tại trên địa bàn Móng Cái đã bố trí 3 khu có thể chứa 6.000 phương tiện, 6 kho lạnh có thể chứa 70 container hàng hóa. Trước mắt, để giải phóng ngay lượng hàng hóa đang chờ xuất tại cửa khẩu, Quảng Ninh đề nghị Bộ Công Thương và các bộ ngành tiếp tục trao đổi với phía Trung Quốc, tăng thời gian thông quan, có thể thông quan cả buổi tối, thông quan cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Thống nhất được mặt hàng cụ thể để ưu tiên xuất nhập khẩu của cả hai bên, đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục thông quan qua cửa khẩu cầu Bắc Luân 2 và lối mở km 3+4 Hải Yên. Ngay sau khi xuất hiện cái tình trạng ùn tắc hàng hóa ở khu vực cửa khẩu quốc tế Móng Cái, thì đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp khảo sát thực địa và đã có các cái cuộc trao đổi làm việc với lại lãnh đạo phía bạn, phía tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Thế và đã có những chỉ đạo kịp thời về phía thành phố Móng Cái cùng với các lực lượng liên ngành đã triển khai 3 khu vực kho bãi có thể chứa tới 6.000 container và 6 khu kho lạnh có thể chứa tới gần 800 container lạnh để giải tỏa hàng hóa kịp thời. Thế và đây là những cái giải pháp không chỉ mang tính trước mắt mà có thể đáp ứng được các cái nhu cầu về xuất khẩu hàng hóa và tích trữ hàng hóa, đảm bảo thông suốt hoạt động xuất khẩu, hoạt động thương mại cho lâu dài. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định trong mọi tình huống, tinh thần thỏa thuận cấp cao là duy trì thuận lợi thương mại cần được thực hiện. Bộ trưởng nêu rõ, hàng ùn ứ trên cửa khẩu nhất định phải được giải tỏa là mục tiêu lớn nhất với mức độ an toàn cao nhất. Để công tác giải tỏa hàng hóa tại Móng Cái đạt mục tiêu cao nhất, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị tỉnh Quảng Ninh, thành phố Móng Cái tập trung thực hiện một số nhiệm vụ. Các đồng chí thực hiện tốt mấy cái nhiệm vụ như này. Một là phải tiếp tục giữ mối liên lạc, giao thiệp thường xuyên với phía bạn. Vấn đề thứ hai là Quảng Ninh và thành phố Móng Cái khẩn trương thiết lập cái vùng đệm an toàn để chúng ta có thể thông quan một cách thuận lợi. Vấn đề thứ ba là chỉ đạo các lực lượng và hỗ trợ các lực lượng chức năng từ công an, biên phòng, hải quan
là phải một mặt là hợp tác chặt chẽ, thường xuyên, sát sao với phía bạn để cùng bạn bàn bạc những cái quy trình xử lý những vấn đề, những sự cố nếu nó xảy ra trong quá trình thông quan. Thứ hai là phải tận dụng tối đa thời gian làm việc trong ngày để giúp cho các cái chủ hàng, giúp cho những cái lô hàng của chúng ta có thể thông quan hàng đi, hàng về một cách thuận lợi. Việc thứ tư đấy, là đề nghị Quảng Ninh cũng như thành phố Móng Cái phải giữ cái mối liên lạc với các cái địa phương có các vùng trồng, vùng nuôi, các doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng. Phải có thông tin như thế là để mình tổ chức lực lượng, thông tin như thế là để mình trao đổi với phía bạn để làm sao cái việc giao nhận nó thuận lợi. Cái việc thứ năm là tiếp tục thực hiện cho tốt những cái chỉ đạo của chính phủ và của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, chỉ đạo và khuyến cáo của các bộ ngành chức năng, nhất là Bộ Công Thương. Bây giờ Bộ Công Thương với tư cách là cơ quan thường trực, Bộ trưởng Công Thương với tư cách là trưởng ban chỉ đạo giải quyết ách tắc hàng hóa ở khu vực biên giới thì có vấn đề gì các đồng chí liên hệ qua cục xuất nhập khẩu, qua vụ thị trường châu Á châu Phi. Đương nhiên là cái chuyện tiêu thụ hàng hóa trong lúc này thì chúng ta vừa phải đẩy mạnh cái thông quan qua cửa khẩu rồi là xuất khẩu chính ngạch, nhưng mà vừa phải đẩy mạnh cái tiêu thụ nội địa. Thì cái này là chúng tôi đã có cả cái chỉ đạo rất là bài bản hệ thống rồi. Tuy nhiên hôm nay có các ngành chức năng của tỉnh, rồi là các đồng chí lãnh đạo tỉnh ở đây, đặc biệt là có giám đốc Sở Công Thương đây, thì các đồng chí lưu ý để triển khai thực hiện thật tốt những cái chỉ đạo đó. Và chúng ta đồng thời tiêu thụ trong nước nhưng mà cũng là tạo thuận lợi để tiêu thụ qua biên giới. Đặc biệt là chúng ta phải làm thật tốt công tác truyền thông trong nhân dân để nhân dân cũng hiểu được, và truyền thông đối với bạn để bạn cũng hiểu và hợp tác với ta.